không biết ra đâu mà tìm mà kiếm nữa. Nhưng mà phải tìm, phải kiếm, phải giết cho kỳ được một thằng Hoa Kỳ và một con me Mỹ. Rồi quân khôn nặng mà nó giết tôi, nó giết tôi. Ê, Hoa, sao mày liền quá vậy mày? Nãy giờ tao nói mà mày không nghe. Tao nói mày muốn nói gì hoặc là mày muốn chửi ai đó, đi cho khác chửi. Không được quyền đứng ở đây nói lẩm nhẩm là mày. Mày nghe không? Tao nói với mày là tao không có chỗ đi, không có chỗ đứng, không có chỗ ngồi mà cũng không có chỗ nằm nữa. Cho tới giữa lưng để đi chút còn làm khó làm dễ hoài mày, sao kỳ quá. Nè nè nè, tao nói cho mày biết nha. Tao nói cho mày biết nha. Tao đi chút xíu tao trở lại mà tao thấy mày còn ngồi ở đây đó nha. Không đâu mà. Què quá mà đừng có đưa mạng với tao mày. Cái gì què? Mày nghe không? Tao hỏi mày cái gì què? Nhốt đầu bây giờ, nhốt đầu bây giờ. Thì tụi nó còn thả bom ở trên đầu mày, nó còn giặt pháo ở trên đầu mày. Chưa chắc gì mày được cái may mắn mà mày què mày lết gì tới đây như tao đâu. Mày bỏ xác mày ở trận địa. Sanh con rồi người ta bồng con mày, còn con ai bồng con, con ở đâu, cha còn sống đây, cha về cha tìm cha kiếm con đi. Hoa ơi, con ở với ai, hay là con đã chết? Không, không, con tôi phải sống, nó phải sống để thấy mặt cha nó chứ. Cô tôi phải sống, qua ơi, con phải sống, con phải sống, sống để thấy mặt cha, cha thì mày con. Xe mày ơi, ra, ra mày. Gì đó mày? Thưa đại quý, có tao què nào tự nhiên ở đây nó nói lãm nhảm què em đuổi nó đi. Thưa đại quý, nó nói nhiều câu xuống tạc. Gì 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 chứ tạc, mày nói gì chứ tạc? Cái gì xuống tạc, sao là xuống tạc? Cái mày nói cho tao kể cha tao. Gì mày dám đánh tao? Dám đánh tao? Sao rồi? Đổi đâu mày? Ở đâu tới đây la lối ôm xồm vậy? Chỗ ở của mày là tại phía bên trên làng Thủ Đức chứ đâu phải đây mày. Nhưng mà cái nào mày nói cho nó nói gì xuyên thật không phải? Tôi nói thì kệ cho tôi chứ nó biết gì. Ai bảo mày đứng trước cửa nhà người ta, mày la lối ôm xồm chi? Người ta đuổi thì đi, còn tự lại cái gì nữa? Tự gì nữa? Đi! Mày muốn đi không? Cho ly rượu uống đi. Cho ly rượu uống đi liền, không nói gì hết. Một ly rượu uống đi, khỏi đuổi. Có phải anh Trần Hùng nữa không? Không. Cái tên Trần Hùng làm gì còn ở trên cái đời, nó chết rồi. Chú em mày lầm rồi. Nhưng mà chú em là ai? Tại sao mà chú em lại biết nó? Hả? Anh Hùng, anh, thằng Bình, em đây này. Mày là thằng Bình? Dạ. Bình, anh Hùng, anh Bình. Mày về nước hồi nào đấy? Em về mấy tháng lên à? Trời ơi, em không ngờ còn sống được. Mà tại sao anh ra nó ngủ như thế này? Chuyện đời dài lắm ấy, nói không có hết á. Thôi lại ngồi nghỉ cho khỏe đi anh. Tao tưởng đâu là thằng nào chứ. Quân ơi, Quân ơi. Dạ. Anh Hùng, đây là con Quân, em bút của em nên nhớ không? Quân hả? Còn đây là anh Hùng, là chồng chị Hương nè Quân. Cô Quanh, dì Út đây mà. Không, dì Út, anh Hùng, dì Út.
mình. Quanh ơi, anh nhớ chị Hương của em, cùng làng môi, cùng mái tóc này. Giờ đây Hương theo gió thoảng bay, còn anh cô đơn vất vưởng như anh mà thương trong lâu đài quan lạc quê tình xa. Để em đi kêu chị nhé. Chị nào? À, chị bếp anh à. Anh ngồi uống nước nghỉ cho khỏe đó nha. Em nó vào trong nó đi kêu chị bếp. Chị bếp? Tại sao là chị bếp? Uống nước nghỉ cho khỏe lên luôn mà. Không, tao không thích cái thứ nước ngọt này. Tao chỉ thích cái thứ trong chai đó. Quen rồi mà. Từ sáng tới chiều đến tao uống cho bộ óc không còn tính. Tao sợ nhất là khi tỉnh. Này, anh uống đi. Uống rồi anh kể cho tôi nghe tại sao anh còn sống được. Người ta đã báo tử rồi kia mà. Uống lên. Ừ, được. Tây Ninh á, tiểu đoàn tao bị đánh tan tác, mấy thằng sĩ quan với cố vấn Mỹ được mấy chiếc HU nó chở đi. Thằng nào bị thương nhẹ thì leo lên máy bay, thằng nào bị thương nặng bò lết thì bị đạp trở lại. Tao cũng bị tụi nó đạp trở lại. Tao tưởng là nó cho trực thăng trở lại để vớt tụi tao về nhà thương. Nhưng không ngờ nó cho pháo dập chết hết. Những thằng bị thương bị pháo nó dập văng tứ tung. Cũng may là tao không chết, tao mới bò khỏi cái chỗ đó. Tao gặp những người bên kia, tao tưởng họ sẽ giết chết. Tao mới bò lết băng rừng thì gặp một thằng bạn, nó cũng chạy loạn, nó dìu tao. Hai đứa mới mò về tới Bình Dương, nó đưa tao vô nhà thương nằm mấy tháng mới khỏi. Anh về Sài Gòn này hồi nào và hiện giờ anh ở đâu ha? Anh Bình, anh có nghe không? Anh có thấy không? Không có lý lại cho pháo dập như vậy đâu. Mày không tin à? Nó cho pháo dập để khỏi nuôi dưỡng thương phế binh là báo cô ăn hại, để bị tan cái thân bại nhục chẳng nữa. Dễ hiểu quá mà. Đúng khốn nạn. Mày đi lính chắc mày biết mà ha. Mày phân biệt được mà ha. Đâu mày coi cái này là cái gì? Dấu đạn hay là miếng pháo? Mày mở to con mắt mày coi cái này là cái gì?
như vậy đó thì chắc là pháo lầm quá. Lầm. Lầm. Một sự lầm lẫn có tính toán. Mày mới về nước. Mày mới về nước, mày ngồi ngay ở cái Sài Gòn này nè. Mày không tin đó thì cũng phải. Nhưng rồi đây mày sẽ hiểu. Mày sẽ tin. Anh Hùng. Rồi đây sẽ đến lượt mày đó. Anh về đi hồi nào? Và hiện giờ anh ở đâu á anh? Mày biết không? Tao về Sài Gòn tìm về mái ấm gia đình thì hỡi ơi. Đang đời cho mày chưa Hùng ơi. Hận sâu kiếp quán tình đời chăng? Không. Không. Số kiếp. Số kiếp với con mẹ gì. Tình đời. Con tình đời là chó má. Còn mày, mày đừng có tưởng mày được như vậy là mày đã. Chỗ này mày nên để hình của dì Năm mới phải chứ. Một người tình bánh giá sẽ thịt mang nặng đẻ đau, tạo cho mày nên dốc nên hình, nuôi cho mày lớn khôn. Mà mày không phụ thân, mày đi tôn thờ một thằng ấy.
thằng giặc, thằng tàn á, thằng giả ma, thằng điểu cá. Vợ chồng con cái tao đang êm ấm hạnh phúc gia đình, mày tới mày bắt tao đi lính, đỡ đạn thế cho mày. Khi thua trận mày sợ nhục, mày cho pháo giặt trên đầu tao, mày toan chôn sống tao, để rồi ở nhà mày đột vợ mày cướp con tao của quân khốn nạn. À, được, cũng tốt. Cha trung thành dữ ha. À, mày ráng đi, mày ráng mày sống ra đi để rồi mày đỡ cho nó ha. Cho tao giết hết à? Tao giết hết cái tụi đó, tao sẽ giết hết chúng nó, giết hết chúng mày, tao sẽ giết hết chúng mày trước khi đâu rủ xác thân tàn phê khốn nạn này. Mình chị, chị Hương, tỉnh lại chị. Hương, Hương đây rồi. Con mẹ Mỹ đây rồi. Con đàn bà khốn nạn đây rồi. Tao phải giết mày, phải giết mày, mày phải chết, mày phải chết. Anh Hùng, anh không nên làm như thế. Mình ơi, mình để cho em nói xong rồi mình sẽ ra tay băm dầm em cho thỏa lòng. Đành rằng em có lỗi với mình, nhưng xin mình hãy bình tâm nghĩ kỹ mà thương em. Thương, thương trời ơi. Hãy giảm cơn phân nộ để chờ chị thân cũng không được. Nỗi lòng ô ấn đoạn trường, dầu sao chẳng rối mấy năm tình chung không dễ nghĩa còn vẫn dư đáng thương. Thế thời nhiễm nhung dấu bể không lường, anh nên xét lại cảnh tình bi thương của chị Hương. Mình ơi, ngài được tin đơn vì mình báo tử em định bồng con thơ về xứ. Nhưng quê mẹ là vùng giải phóng, còn anh thì mang danh lính ngụy phản tông đường. Tiền lo than thuốc tư cố vô thân, em biết cậy nhờ ai bước đường cùng, nhờ một chị em bạn đồng hương dẫn dắt em đi làm bồi phòng chứ cứ xá mì kiếm đồng lương chạy thầy chạy thuốc cho con. Rồi một hôm em đi làm văn trần quá quan xảy ra đó thiếu chứ con mình ta chết, con tôi chết theo. Trời ơi, chồng đã mất con thơ cũng chết, đời một quá phụ cô đơn như hoa rơi lá rụng dữ dời. Hồn vẫn dơ tình biết lăng, sống bàng hoàng với kiếp sống buông trôi. Nhưng giờ
vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục giặt giũ dọn phòng cho mẹ. Nỗi tủi nhục của con gái bồi phòng ai cũng biết. Em không cần phải nói rõ gì đâu, em trở thành là mẹ mẹ. Hôm qua nghe anh gọi tên Hương vắng vắng, em ngại ngùng chỉ sợ gặp người quen. Thôi anh kể như em đã chết cùng như anh đã chết. Em xin tha tội cùng anh này. Mình ơi còn đâu những buổi chiều bên nhau đầm ấm, trong tiếng cười trong trẻo còn đâu những kỷ niệm em đềm hạnh phúc lứa đôi, còn đâu là người vợ hiền thần tạo Kỳ. Phải
lựu đạn, một cái lựu đạn. Không cần tiền mà chứ